Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Thưa quý cô chú anh chị, nếu như quý cô chú anh chị đã cảm thấy ngột ngạt và thấy gò bó trong những cái căn hộ ở thành phố và muốn đổi gió để về những miền đất mới, những cái khu vực đất rộng người thưa để trồng rau, nuôi gà, nuôi bò, thả cá, rồi tận hưởng cái cuộc sống cách đây nhiều chục năm, thì mời cô chú anh chị cùng với Tuấn Dương chúng ta sẽ về mái ấm Du Xe Gia Lai để cùng cho bò ăn, rồi xem đàn heo cũng như là đỡ đẻ đàn bò. Nơi đây thì có thầy có nuôi dạy là hơn 130 cháu mồ côi, người đồng bào dân tộc thiểu số. Các cháu thì đều được ăn học, và cái khu vực chăn nuôi này đó thì cũng là thứ nhất để dạy cho các cháu, tập cho các cháu biết cách chăn nuôi, nuôi gà, nuôi heo, nuôi bò, rồi đồng thời cũng là gia tăng cái kinh tế của mái ấm để giúp cho các cháu có thêm những cái bữa ăn có thịt và có kinh phí để cho các cháu đi học, cấp sách tới trường. Kinh phí mỗi một năm ở đây rất là lớn, các cháu vừa phải ăn uống, rồi đóng học phí, rồi tiền thuốc men chữa bệnh rất là tốn kém. Và Tuấn Dương cũng đã đồng hành cùng với mái ấm được nhiều năm. Tuy nhiên thì một vài năm trở lại đây thì tình hình kinh tế khó khăn, thì cũng không có đủ cái kinh phí để mà thường xuyên lên thăm cũng như là cho quà động viên các cháu. Bây giờ mời quý cô chú anh chị cùng theo dõi những thước phim Tuấn Dương ghi lại được trên máy ấm Du Xe Gia Lai. Sữa không đường. Ôi thằng này ăn kiêng á. Lấy sữa không đường, được rồi, để chú bảo cô lấy sữa không đường. Ngon quá. Ngon không? Chú là chú thấy ngon rồi đấy. Các con thấy ngon không? Ừ. Tí về ăn bánh kẹo rồi ăn bánh tráng nữa nhá. Bây giờ mình ăn kem trước hay là mang về ăn kem với ăn bánh tráng? Rồi các con muốn sao? Bây giờ ăn kem trước á? Ăn kem trước rồi ăn bánh tráng sau à? À được rồi, vậy bây giờ nhóm này ăn kem trước nhá, còn lại chú mang kem về cho các bạn ở trong như được không? Rồi bây giờ Huy đếm đây có bao nhiêu người để lấy kem ở đây ăn trước nào. Huy đếm đi. À. À, Huy đếm đi bao nhiêu bạn. Còn xong mình sẽ mua bỏ thùng xốp mang về cho các anh chị ở nhà. Đếm lại. Kìa kìa, ôi trời, ra đây. Đây kìa kìa, các chị ra nữa kìa. À, em ơi, bây giờ này em thùng xốp nữa không? Để giống như bỏ mang về cho những người trong nhà. À, bỏ tụi nó trên đường đi nó chảy mất. Không, vì nó chưa có ăn ngay. Đó, có một số cháu là chưa có ăn ngay. Ừ. Rồi bây giờ nhưng mà phải có cái thùng xốp. Rồi mời các bạn nhá, chúc các bạn một bữa ăn ngon miệng. Thì ngày Tết thì chú không có lên được, nên là các quý vị ân nhân có muốn mời các con những cái bữa ăn ngon thì đây là một trong số những bữa ăn đó. Rồi các bạn ăn đi. Bên này ai đeo bao tay vào, bạn lớn đeo bao tay vào xé gà ra con. Lấy bao tay đeo xé gà ra. Mấy bạn này
Các con lấy bao tay vào xong rồi tự xé gà ra đi. Một bạn đi lấy bao tay rồi xé gà ra. Còn đói thì ăn trước đi, lát gà để chú ăn cho. Hôm nay các bạn sẽ ăn là xôi gà, tôm, rồi thịt nướng. Bên này anh nào lấy bao tay xong rồi lát xíu xé con gà ra nhé. Con lấy bao tay đi, lấy bao tay xong xé gà ra. Bạn lớn xé ra cho các bạn nhỏ ăn. Mấy anh này, anh nào biết xé gà? À, không anh nào biết ăn à? À không anh nào biết xé gà thì thôi, con gà chú mang đi, chú ăn vậy. Không có làm tay à? Đây xin cho chị xé. Đợi xíu nha. Chào con. Đây, nhờ mấy chị xé cho. Nếu mà nhờ mấy chị xé cho là thôi chị giữ lại hai cái đùi chị ăn. Rồi, xôi. Các bạn ăn gần hết rồi, còn nữa nha. Còn xôi nha các bạn ơi. Các con ăn rồi hết xôi thì lấy tiếp nhá. Đây các bạn tự xúc. Ôi rớt rồi. Áo đẹp quá mà rớt, mất thức ăn rồi. Ăn đi con. Có bạn không ăn xôi thì ăn cơm này. Thưa các cô bác anh chị, đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6 chú heo. Ôi giời, nó trèo lên vú luôn này. Ôi trời, mấy con này hết cấp nghịch luôn này. Ôi giời, vú trên, vú dưới, nó vú, nó lựa cái vú nào có sữa thì nó bú. Con heo mẹ thì đang có nhiều con heo á, cái da trông nó rất là đẹp nhá. Nhìn như là con báo á. Đó, nó đang bú mẹ. Đây những bạn heo này là lớn lớn rồi. Bên này được mấy tháng tuổi rồi con? 20 ngày á. Đây những bạn này được 20 ngày rồi các bạn này. Đó, nhìn dễ thương chưa? Con nào cũng béo trục béo tròn luôn. Đây để mình bắt một em lên nhé. Nó giật mình. Con này nó khỏe, nó chèn lắm. Con nó khỏe, nó mau lớn đấy. Con này nó chưa biết vú ở đâu.
con nhỏ là con yếu, con nào khỏe. Đấy, còn chưa dụng cái cuống rốn. Hàng ngày là các bạn sẽ đi cắt cỏ mía cho con bò nó ăn. Đây, con bò này, nó sẽ cắt cỏ mía. Những cái cỏ mía này các bạn, là con bò nó rất thích ăn. Đây, thưa các bạn, hôm nay thì Tuấn Dương đúng nghĩa là đi về quê chăn bò. Mình đang mang cỏ cho mấy em bò này ăn. Đây các bạn nhìn này, bọn này nó rất thích ăn, thích ăn cái cỏ tươi. Cái cỏ tươi giống như là rau xanh đấy các bạn, không phải ăn. Các bạn thấy nếu mà về quê cắt cỏ chăn bò thì là như vậy đó. Chúng ta chỉ đơn giản như vậy thôi, với cái thú vui. À, đấy các bạn nhìn này,
cũng thích à, và cũng biết cách để nó lựa nhé. Một bầy heo con. Còn chưa rụng rốn nhé. Đấy, các chú heo đang bú mẹ kêu ụt 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 ụt. Đây là mới một ngày, chưa được một ngày tuổi nha các bạn. Giờ đang bắt cái bóng điện để cho nó sưởi ấm. Còn bên này các bạn là cái đàn heo cỡ khoảng được 20 ngày tuổi. Đây các bạn nhìn này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 con heo nhỏ. Đấy, nó nằm, mẹ nó nghiêng bên nào thì nó bú ở bên đó. Nó đang nằm ngủ này. Nhìn rất dễ thương nhá. Đấy, heo mẹ đây. Trời, có con kia nó phá đám này, nó nằm lên trên mấy con. Giật mình. Xuống xuống cái nãy nó được mà anh bước xuống nhẹ nhẹ này, cầm 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 bành 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 cho nó ra cái chân nó tụt ra cái soi đèn pin này, cái soi 100 bên này là từ từ thôi, con đừng có kéo nha, con nhẹ nhẹ thôi, đừng từ từ thôi, con từ từ thôi, con từ từ thôi, con đừng có bóp mạnh quá nha. Con soi vô trong cho anh thấy. Từ con cố lòi cái mỏm ra để cho nó thở một chút. Từ từ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Nó đang rằng có con ấy theo cái nhịp lặng của nó nhẹ 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 thôi.
nó như đây rồi. Thì hai cái chân nó nằm nó kẹp thôi, là cái đầu nó chui ra. Con cứ cố con, con lôi theo cái nhịp nặng của nó rặn vào trong lôi, con lôi nhẹ nhẹ nắm hai cái chân thôi, đừng có nắm cái đầu nó, đừng có thò vào trong nó nhiều. Đó, con cứ từ từ cho nó rặn vào trong lôi nhẹ nhẹ thôi. Con đừng có banh nó rất cái tử cung. Kể nó cứ nhẹ đó, nó cứ rặn vậy là căng lôi, nó nhịp theo cái nhịp đó, cứ vậy là căng lôi nó ra, là nó dần sẽ ra. Nó kẹp cái đầu nó to quá. Xong rồi nó rặn còn yếu. Được không, gọi là ra đó. Bà đó cứ lại mặt ai mặt chân á, cái gì đây lại lại cái thời làm cái từ lâu có luyện không, rồi cái nhau nó từ từ để nó nghe, đừng anh đừng có bước. Con lau cái mũi nó thôi, lau cái mũi, móc cái mũi thôi, móc cái miệng thôi, nhẹ nhẹ. Đi thì bố nó đen như rồi, để vậy nó nằm đó, nó cho nó từ từ nó đứt nhau không sao. Rồi được rồi, đấy nó lau xong rồi chúng ta cứ nói gì Thank you.
cắn hai bộ. À, xa thì hướng phải là xa. Cắn này, em này là con rể đó. Chồng là vợ đi về quê. Lính thôi, ăn thôi. Đau lắm rồi mà không lôi được là nó kẹt, nó chết luôn. Cái đầu nó to vậy. Rồi là nó dãy dãy là nó đứng vậy. Đi như con kia. Ừ. Này con bò này mới đẻ này các bạn này, mới đẻ được ít bữa này. Giống bò lai, con này là bò đực. Đây con bò kia thì cũng mới đẻ các bạn, đây gọi con bê con. Này bên đây chú bê con mới đẻ tối hôm qua này. Cái bầy lợn con này các bạn, cái lợn con mới đẻ. Lợn con, lợn mẹ. Thích cái chỗ ấm và nằm. Đây giống như heo, heo rừng. Rất là thân thiện nha các bạn. Chào thầy. Ôi. À. Chú heo này đang bú mẹ này. Thank you.
các bạn heo này đang nằm chơi.